Xin kính chào quý cô bác, anh chị và tất cả các bạn đến với nội dung tiếp theo trên kênh Bản Sắc Dân Tộc nhé. Như ở cái video trước, quý vị cũng đã biết là bà con dân bản Ha Cá đã sửa đường, chuẩn bị cho công việc là chuyển vật liệu lên để làm bể nước cộng đồng. Thì buổi sáng ngày hôm nay mình với em già có lên cái tít tận điểm trên của cái hộ gia đình mà hiến nước và hiến đất, hiến cái nguồn nước và hiến đất đấy để trao một cái phần quà em. Hôm nay mình với em già lên đây cũng báo với hai hộ gia đình, hai hộ gia đình hiến cái nguồn nước và đất là có một cô tên là cô Mai Ngọc đã hỗ trợ một ít tiền cho hai hộ gia đình, đó là một hộ hiến nguồn nước và hộ hiến đất. Hiện tại bây giờ đang ở, mình với em già đang đứng ở trên này, em có kẹp cái mic vào cho anh. Đi anh em mình đi vào ấy đi, nhà có nhà không em? Cả hai gia đình có. Đi thì anh em vào. Tí mình đi vào mình sẽ nói chuyện sau nhé quý vị nhé. Bây giờ mình em già đi vào đã. Thế vào rồi. Ui, nhà bò to thế nhở? Đẹp nhở? Bò lai phải không? Bò này là con này. Đúng, không phải bò lai, bò giống thôi. Bò giống nhưng mà sao to nhỉ? Bò giống. Bên này này, bên này đẹp nhỉ? Đẹp mà, cả hai mẹ con đều đẹp. Đẹp ấy, đi anh em lên đi. Dạ vâng. Đây em này là em hiến đất đấy đúng không? Vâng ạ. À đây à. Đây em này chính là em mà hiến đất cho dân bản này quý vị. Vừa rồi là anh mình cũng qua, em này không có nhà. Vâng. Còn đây là gia đình nhà anh hiến cái nguồn nước, mà tức là cái anh cũng là nuôi ba cháu nhỏ một côi nữa. Anh ơi, đang cắt quả bò à? Sớm đi anh. Lên đi bà, anh lên đi mặc áo. Mà nét chuột lên sao? Chuối sáng. Giờ nét lọt chuột chuột thì là chỉ tao hát rồi. Nét lấy phía sau nè. Đây là hai anh em là hộ, một hộ là gia đình, là em này là cái hộ gia đình hôm đợt trước bà hiến đất đấy phải không? Dạ vâng, đây là em hiến đất cho bà con. Rồi, còn anh này là nguồn nước, hôm đấy lên là gặp anh ở nhà rồi. Vâng. Thì nhà anh là cũng xin thông báo với quý vị, nếu mà quý vị lần đầu rồi đến với kênh Bản Sắc Dân Tộc là cũng là anh áo đen này này là anh nguồn nước, cũng mà là gia đình nhà anh ấy cũng nuôi là ba cháu nhỏ là mồ côi phải không? Dạ vâng, thưa anh là cái nguồn nước thì cũng sinh hoạt thì cũng không không hết đấy, thì muốn san sẻ chia sẻ cho bà con ở dưới rồi, bởi rồi. Vì ở trên này là xa gần hơn 500 mét đấy, 500-600 mét đấy, khoảng đấy, khoảng đấy. 500-600 mét. Ngoài nhà anh cũng có đấy. cái lòng là cũng muốn là hiến đất và hiến cái nguồn nước cho dân bản này. Vâng. Thực sự ra là rất là tốt, công việc là rất là ý nghĩa. Vâng. Đấy. Nhưng mà cái này để hiến thì hiến, nhưng mà dân bản là không tích góp được để làm cái bè và cái bò xuống. Thì qua đấy thì những cái đợt trước thì cũng biết rồi ấy. Vâng. Thì là cũng có các mạnh thường quân là cũng đồng tình ủng hộ ấy. Là cũng chung tay góp sức được một cái bể nước cộng đồng, và qua đó thì cũng sự đồng tình của hai hộ gia đình này hiến đất và hiến cái nguồn nước cho dân bản. Và qua đó thì cũng có một cô tên là cô Mai Ngọc. Cô cũng biết được cái lòng tốt của hai gia đình ấy, cũng cô cũng muốn hỗ trợ một chút. Một chút lòng thành thôi cho hai hộ gia đình để gọi là có cái chỗ nguồn nước và nguồn đất, cái đất ấy để hiến cho bà con ấy. Vâng ạ. Đấy. Ở đây nhá già nhá, bảo hai anh em hai hộ gia đình hiến nguồn nước và đất nhá. Thì là trước cũng khá lâu rồi, cái lúc đợt mà anh em mình lên đây ấy, thì mình cũng nghe tin là hai gia đình cũng là hiến cái nước và nguồn nước và đất ấy, thì cũng có một cô tên là cô Mai Ngọc có gửi cho là 10 triệu đồng. Vâng. Đấy, tất cả là 10 triệu, ủng hộ là mỗi hộ gia đình là 5 triệu đồng. Dạ vâng. Đấy. Thì là đấy gọi là cái tiền hỗ trợ. Dạ vâng. Gọi là những cái hỗ trợ cái tấm lòng ấy. Là cô Mai Ngọc nhé, cô Mai Ngọc gửi tổng là 10 triệu là hỗ trợ nhà hiến nguồn nước là 5 triệu và nhà
hiến đất là 5 triệu. Đấy, tất cả là hết 10 triệu. Có nghĩa là 10 triệu chia đôi cho hai nhà nhá. Dạ vâng. Đây anh có sẵn 10 triệu em sẽ đây anh tất cả 10 triệu em cầm xong em đếm hỏi anh mỗi nhà là 5 triệu trao hỏi anh. Dạ. Là đây là với sự chứng kiến của bí thư nhá. Em cứ đếm đi. Với sự chứng kiến của bí thư già là cũng hỗ trợ cho hai gia đình này. Mỗi nhà là 5 triệu là suất tiền hỗ trợ của cô Mai Ngọc. Đấy. Đây hỗ trợ cho mỗi nhà là 5 triệu. Anh dậy đi, dậy, anh không trao cho. Đấy, trao tôi từng nhà rồi. Đếm đủ mỗi nhà 5 triệu không chưa? Đây đấy luôn. 1, 2, 4 triệu. 1 triệu rưỡi, lấn vào kia một đấy thôi, một tờ. Đấy, đấy cho một nhà trước, cho một nhà cầm trước. 1, 2, 3, 4, đấy vừa đủ đấy. Vâng ạ. Đấy, trao tận tay hai nhà. Ừ. Xong là để hai nhà xong là cảm ơn nhé, cảm ơn đến vâng cô Mai Ngọc. Trước khi em cần số tiền này thì em cũng với sự giúp đỡ của anh và cái cô Mai Ngọc. Vâng ạ. Và cái sự giúp đỡ của cô Mai Ngọc thì cũng cảm ơn cô Mai rất là nhiều. Bởi vì đây là thôn cộng đồng. Đấy. Thì cô Mai cũng rất là thông cảm và chia sẻ cho hai hộ. Dù là thôn bản rất là hoàn cảnh nhưng mà hai hộ đấy cũng hiến nước, hiến nguồn và hiến đất ấy. Thì cô Mai cũng rất là thông cảm và đây thì cô Mai cũng trao rất là một cái món quà ý nghĩa. Thì cũng bạn thân em thì cũng cảm ơn cô rất là nhiều và cũng chúc cô sức khỏe, đồ già và thành công trong cuộc sống. Rồi đây, con sẽ trao cái món quà của cô cho hai nhà. Chào đi, chào nhà. Cầm nhau xong hai anh em cả ấy hai anh em cảm ơn đến cái cô Mai Ngọc nhé. Thế thì em cảm ơn cô Mai Ngọc cho món quà cho em thì em cảm ơn cô Mai Ngọc. Vâng. Anh cảm ơn anh biết là mong. Đây em. Dạ vâng, em dịch có thể dịch lại cho mọi người. Dạ vâng. Thì hai hộ thì cũng rất là đồng cảm với sự giúp đỡ và cái món quà thật là ý nghĩa cho gia đình. Và qua đây thì cũng không biết nói gì hơn. Đây là hiến cho dân bản mình là thiếu cái bể và thiếu cái vò thiếu nước thì bây giờ có cái cô đã hỗ trợ đồng cảm cho hai thôn và sẽ hứa cho đây là cho mãi mãi chứ không phải là cho một hoặc hai tháng để giúp về. Đấy, khi mà anh về sẽ giúp lại. Mà là đây là cho mãi mãi cho nhân dân bản. Vậy là hiến hiến cả đời luôn. Đấy, cả mãi mãi luôn. Nhân dân bản luôn. Đấy, hiến mãi mãi luôn. Thì cũng rất là cảm ơn cô, chúc sức khỏe cô và chúc gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đây là phiên dịch của hai anh. Dạ vâng ạ, cũng xin thay mặt cho hai anh em là hiến nguồn nước với cả đất và bí thư già và bà con dân bản thì cho phép em Ngọc cũng xin được gửi lời cảm ơn đến cô Mai Ngọc rất là nhiều đã hỗ trợ hai gia đình. Và em cũng xin chúc là cô Mai Ngọc và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn luôn thành công trong cuộc sống ạ. Dạ vâng, em Ngọc xin cảm ơn rất là nhiều. Đây thì em tiện đây để hỏi cũng em cũng hỏi đây là đất bên đây là của nhà anh luôn đúng không? Nhà anh này. Đúng, nhà anh. Thì em hỏi anh là cho làm mượn dân bản mượn để cái chỗ để vật liệu ấy. Để tí dân bản họ trở lên ấy. Con đi. Sẽ giờ thì ở tổ xí này ở cái kia họ ăn thì bé cho. À phơi ngô à?
Cây hào phơi sen. ngô tận tận đâu nhiều anh? Như bây giờ có như này có cả sỏi này, có cả bột này, gạch này. À, này chị Hàn tao. Anh để dành cho một góc được mà để anh biết để. Rồi. À, em đang tâm sự bởi vì cái này là có hai thê bột và một dây cát và cả gạch. Năng 5.000. À, mà gạch á? Ừ. Gạch 3.500 viên. À, 3.500. Thì với Uli tao mà. Yo khi chào cho bé cho. In chữ mà hãy cho mẹ bé cha. Ừ. À, đi xem chỗ để lúc đấy một lúc nữa em bảo dân nó cào đi một chút là gạch cửa không sao. À, gạch nguyên mới bắt ở đây rồi này. Nguyên cát thôi. Đây qua đây mẹ em qua đây. Mình chỉ cát với bột phải để đây thôi. Vâng. Bà anh chừa ra một góc này còn gạch để một góc tí thôi. À xây là hôm đó đợt trước là em này chưa lên là biết chỗ nào. Đúng rồi, chưa biết. Cho nên hôm nay mới phải. Ờ bảo luôn đi, bảo là mình xây chỗ nào đi. Gì vậy? Thì biết được chứ. Hôm nọ là chỗ này. Anh em mình xem là góc này nhỉ? Ờ góc này. Đấy góc từ này. Góc đấy ra đây. Và bên tứa này. Ờ. Đấy, đúng bên rồi. Nó cho con cũng nằm khoảng khoảng này chỗ vâng, nào vâng. Mình hợp lý thì vâng. Mình làm. Ở bên tứa là không đi. Vâng. Ở đấy, bên tứa là không đi. Đó nè. Pepe ủa tí 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 xuống trong tí nào. Tốt nhất đừng thu dưới quá nó nhiều tả cái nó sợ nó sập tả ly ấy. Đúng rồi. Một chỗ bằng bằng trên này này. Ừ. Ủa tí ở trên trang tờ giờ trong tí. Chỉ ok ha. Ok ha nữa. Nếu có là chỉ bảo thì có thể ăn đó chỉ mà ủa ủa sao này sẽ ờ nhưng mà có nghĩa là mình muốn bằng bằng ở trên này nó không xuống dưới này quá nó tả ly nó chỉ mong là ờ sợ nó kiểu như lâu ngày cái đất mềm ấy nó lún đấy chỗ bằng bằng này này cái pepe hàng sòn này sao ờ đấy đấy giờ lìa kho này nửa ủa đợt này chiều dài ra đây chắc khoảng tầm 4 mét đổ lại thôi, 20 khối mà. Vâng. Còn chiều rộng này chắc hai hơn. Kéo dài cũng được, kéo dài cũng được nhưng mà xuống này thì sợ nó. Đâu mình cho lên vâng. Trên này. Vâng vâng vâng. Khoảng trên này nó hơn chiều này khoảng 3 mét đổ lại chị thôi mà. Ta. Còn chiều này khoảng 4 mét đổ lại thôi. Mình còn chiều sâu mà. Nữ chỉ tốt thế này, chùa chối nhà con ấy xứ, một mình chỉ hao còn uống móng à. Uống móng. Dạ, xong. Giờ tiền thì lo kỳ lo bé à, chơi lúc con gạo kia có sự. Ừ. Nhớ là vừa ta. Không sao. Ờ. Đào xuống nó tốt nhưng mà nó nghiêm ấy. Không phải đào con ra chứ đào xuống từ đây nó sâu. Biết rồi nhưng mà dưới này là không đi được không? Hả? Dưới này là không thể đi được mình lấy cái góc này ấy. Đấy thì từ trên này hết trở xuống thôi, còn dưới này nó tả ly quá thì thôi. Đây này, ở chỗ băng này này. Ừ. Được. Thì bây giờ con này. Mà hôm nay dễ hơn nữa, ô lý mà mấy bạn. Chỉ cho mà bé vô cho ăn một số mẹ cá tàu ấy. Thế ở bên dưới này cũng có đất của nhà em à? Vâng, phải hết ạ. À, em bảo là nếu mà ở trên này mà không đào được ấy thì có thể là hớp xuống nhưng mà dân với sức của dân thì nó cao quá ấy. À không, mình chỉ đào xuống một ấy thôi, đủ, nói chung là nó làm nổi hơn là chìm mà. Em trai này là bảo là cho xuống dưới một tí, nếu mà làm được cái nào hay thế đấy, ra rộng một chút cũng được. Thế cũng được. Đấy, đấy, vâng, đấy. Để cho nó làm sân ra cũng được. Đấy. Đấy, còn ở chỗ là đất, còn xem hỏi anh ấy cái chỗ để vật liệu ấy, để nhờ chỗ vật liệu ấy. Ồ, là chỗ con này cho... Lên đây đi, mấy anh em lên đây đi. Cho chỗ này à. Thư chí xin mong, chỗ này thế nào. À đây này gạch để những cái chỗ này này. Gạch để góc này được mà. Dọn cái này chỗ này sạch đi xong để đây này mà. Nhưng mà thư chí cho tiền đi. Thư chí cho tiền bà xuống đây cho đi. Ừ, xuống đây cho. Còn tạt bên này là để bột với cả để cát sỏi ấy. Cát sỏi. Ừ. Ừ, chứ rất con to. Đây, cho là cho hết mấy này này. Ừ. Cho hết mấy này. Cho hết mấy này đi. Đấy. Đâu? Đủ không? Trước mắt là cứ bây giờ nhà hôm nay chở sáng buổi sáng chở gạch với bột trước đi. Gạch là quẳng ở đây này, cứ lần lượt quạch quẳng ở đây cái đường này. Xong tiếp theo bột, còn cát là mình làm sau cùng, mình chỉ chát là làm sau cùng, mình hất bên này. Hất bên này. Đấy. Đấy đấy. Vâng vâng. Gạch qua ở kia hoặc là với góc này được mà. Chủ yếu là bột với cả cát thôi. Chai xua thế à, chai xua dây. Bột là khả năng là không cần phải tải bạt đâu, bột là mình lấy cái sạch rác kia được, mình lấy cái cuốc san sạch rác kia được, còn cái cát là mình bắt buộc phải tải bạt. Vâng. Đấy. Lấy nhà luôn đi. Đấy.
xong tí là được nhá, anh bố trí cho em chỗ để, xong là tí bà con là chở luôn. Mà mà nấy xuống đấy cháu, chú cha cha, tin vả, hai lima con là mà, ừ, vô tí lúc tràn ra xem, nên chỉ vô làm hả? Ừ, chỉ khó mà khó tụt tụt đần đi. Ừ, mà khó sao giờ xong nhá? Ờ, giờ thế mà bé bé ok sao tao thấy tao ấy? Ừ, tao, giờ bé khó tao cho cái giờ quý lúc khó đây. Nên đi này học chỉ mà học chỉ đa học chỉ thế, à? Bây trước đi, sợ nó thấp ấy. Xong rồi vò nước không kéo được ấy. Vò nước á? Vâng. À, sợ cao ấy. Bé á? Vâng. Bé không cao hơn đâu, mình còn đào xuống mà. Không cao hơn được đâu. Đúng nhỉ? Nước ở đâu, ở góc này này? Nước ở góc này. Ui, cái nguồn này ở đâu về nhiều này? Nguồn này ngồi trên này nó mùa khô là à, mùa khô là không có, thì đây là mới là mãi mãi đúng không? Chỗ này này. Ở đây anh đậy cái ấy vào đấy phải không? Đấy. Được mà. Được. Đây này mình, cái bể nó nằm ở tít dưới hùm đấy cơ mà đấy. Dưới góc kia mà mình còn đào sâu xuống nữa cơ mà. Được, thế là được. Được mà Nếu mà thừa vật liệu ấy, mình sẽ kiểu giờ như này này. Đã. Thừa vật liệu mình sẽ láng láng xây nó ngăn nó cao cao hơn một tí. Đúng rồi. Cao cao hơn một tí cho nó sạch một tí, xong rồi để nó cao cho nó có độ dốc xuống kia. Dạ đấy. Thưa anh là cái này em nghĩ là, anh nghĩ thế là rất là sạch luôn. Đúng không? Đấy, sạch luôn. Để đỡ lãng phí, nó chảy ra ngoài, nó thừa, vâng, nó chảy, vâng, đỡ chảy ra ngoài, mình sẽ ngăn lên. Vâng, vâng ạ. Tất cả mình dồn hết xuống bể kia. Vâng ạ. Đấy. Bây giờ này bé xài bé. Bé xài bé sáng là hàn thì chỉ có sáng bể to nữa mua ở đây. Đấy, đấy. Sáng nhận được khó nên tao. Được chưa? Được. Đấy. Đi nhà thông ra ra bên này xong rồi có gì là chuẩn bị là triển khai cái, nhá. Cái này là xong cái này xuống là vừa nhận vật liệu. Sáng nay cũng vừa nhận vật liệu luôn quý vị ạ. Vừa nhận vật liệu xong vào cái là bà con dân bản chở gạch, chở bột các thứ trước. Bà con là xuống một nửa dưới kia để à, tập trung đấy rồi thì. Vâng, vâng. Thế bây giờ mình chỉ bị xuống thôi, triển khai cho bà con thôi. Vâng. Ở kia không có chỗ để thì để sân em ấy. Bảo nó lùi vào sân em. Tại vì hôm nay tí nữa còn lấy cát nữa mà. Ai đổ, đổ đổ trên đấy rồi, từ từ. Vài cát này có bà rồi, anh mua rồi. Thẳng thân em đi, bảo thẳng thân em đi. Cho hẳn vào trong, đổ trong thân đi.
Vào trong nữa đi anh ơi. Ok ok. Nó không chở tiếp. Có chứ, chở cả ngày luôn. Không chở chiều bố thôi. Chỉ chở bố thôi.